Oh yeah, from California to Saigon to Hanoi, Vietnamese, you're about to witness two of Vietnam's finest. Forever team, Mr. T on the track. Còn anh ta là anh chọn nhất. Y'all ready for some swagger? Let's go. Okay, okay, nó cầm bút mở đầu một bài nhạc. Không quá lâu để suy nghĩ cách vào đề thật khác. Sự bóng bay và bản sắc nó mang được thể hiện ở tâm hồn của một nghệ sĩ rap. Hot radio on the TV show. Và nó mang lời đầu tiên thì cho Mr. T xin gửi lời chào tới tất cả các anh, các chị nhà báo cũng như là những đơn vị tài trợ, những người bạn thân và những người trong gia đình của Mr. T và bên cạnh đó là FC của Mr. T đâu ạ. Vâng, cảm ơn tất cả mọi người đã đến với buổi chiều ngày hôm nay tại quán cà phê ấy. Và đặc biệt cảm ơn anh Nam ạ. Kiểu rất nhiều người mà Mr. T cũng không thể nào kể tên được ra hết trong buổi chiều ngày hôm nay. Và chỉ biết món một điều là hơi run một chút rồi. Đại khái là như vậy. Để bắt đầu chương trình của buổi tối ngày buổi chiều ngày hôm nay sẽ là một tiết mục, một ca khúc đã gắn liền với tên tuổi của Mr. T và Yanmi. Ca khúc được mang tên là Thu Cuối. Một ca khúc đặt trong em xin gửi lời chào tất cả các chị nhà báo, tất cả các chị và tất cả fan club của Yanmi cũng như bắt đầu chiều hôm nay. Yanmi là một cộng sự cũng như là một người bạn thân đã theo Mr. T được 4 năm nay. Hầu như tất cả những dự án, kế hoạch và những ca khúc, những đường đi nước bước của Mr. T đều có Yanmi bên cạnh. Cảm ơn Yanmi. Và trong album Forever T lần này, 8 ca khúc thực sự là đóng cục mát những sáng tác của chính Mr. T, nhưng bên cạnh nó đã có phần biên tập và biên soạn lại của Yanmi. Và thực sự là có thể nói như Mr. T là chính là bộ não của album lần này, còn Yanmi chính là trái tim của album Forever T. Và đây, ngay sau đây sẽ là ca khúc Thu Cuối. Em một lần nữa là khi đó anh cảm nhận mùi hương tàn cánh hoa sữa. Anh yêu em thật nồng nàn như một định lý đã muôn thuở. Một người có lẽ phải học thêm nhiều điều. Em là mảnh ghép cuối cùng anh thật thiếu. Nhiều đến rằng và cực gắng nhưng không hiểu. Làm những yêu thương chuyên qua cho em nào thật nhiều. Không lý do nào đã khiến em cùng điều đó. Mặc dù vô yêu cánh cửa hy vọng như đang đổ sập ngay trước mắt. Không còn hơi ấm ở hôn ở vai em thật chẳng. Cảm xúc cũng như chết lặng. Không tới nghe nhắn anh rằng phút cuối rồi cũng quay cánh cuốn thơm cơn gió lạnh lẽ hòa tan vào trong một buổi chiều vương vắng. Thì lên đôi chân mơ mơ anh đã hụt hẫng thật nhiều, thật nhiều, thật nhiều nước mắt nhạt nhòa. Vì ai, vì ai bờ vai lại cối thương ghi cho anh thêm ngập ngừng. Và vì cho em, vì em vụt bay phút chạy yêu thương mãi xa và mãi xa xa cuối tận chân trời. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. được chúc cho album Forever T của Mr. T sẽ thành công như là đúng với những gì mà như tâm huyết và tình cảm mà Mr. T đã bỏ ra cho album lần này. Beatboxer số 1 Việt Nam MK. Vâng. Về với bổn phận của mình là Beatbox. Sau đây chúng ta sẽ gửi đến một bài Beatbox.
thay đổi không khí một chút của chúng ta với những bản tình ca buồn. Và ngay sau đây sẽ là những giai điệu rất vui. Mr. D. Thank you.